Màu nâu là một cái màu rất cơ bản, rất lâu đời rồi. Và gần như trên những cái bộ đồ màu nâu thì tạo ra một cái điều rất nhàm chán. Nhưng đôi giày này hoàn toàn khác. Một đôi Apron Lover của LV mang đến sự trang trọng. Và các bạn liên tưởng đến hình ảnh gì? Liên tưởng đến những người đàn ông trung niên, có quyền, có tiền và có trải nghiệm. Và chắc chắn các bạn biết đây là đôi giày của hãng nào rồi. Đến từ Louis Vuitton, một hãng thời trang có hơn 150 năm trên thế giới. Đôi giày này có gì đặc biệt? Một lớp da sơn canvas. Và cái phần da này thì được LV sử dụng đi sử dụng lại trong hàng trăm, hàng nghìn sản phẩm. Họ sử dụng cách đây khoảng 50, thậm chí 60 năm họ đã sử dụng những mẫu monogram và đa mirror như thế này trên những sản phẩm của mình. Nhưng với một đôi giày thế kỷ thứ 21, họ vẫn sử dụng những nguyên liệu đó, những màu sắc đó. Và nó vẫn tạo nên những đôi giày rất hot, rất đắt đỏ và mọi người rất săn đón. Thậm chí khách hàng đã phải gửi từ xa, từ rất xa về đây để được chăm sóc, để được thêm những phụ kiện dành cho đôi giày, chứng tỏ họ rất yêu đôi giày của mình. Đầu tiên thì sẽ có một lớp lót da thảo mộc như thế này trong lót của đôi giày. Nó sẽ giúp cho đôi giày của người sử dụng trở nên thấm hút mồ hôi và êm ái hơn rất nhiều. Có lẽ rất nhiều người sẽ bảo rằng là tại sao không để bỏ cái chữ LV này ra để chúng ta có thể nhìn thấy những cái chữ LV sáng và vàng như này. Nhưng thực ra với những người đã đi giày LV hàng chục năm nay thì cái chữ LV nó không còn quá quan trọng nữa, mà quan trọng nhất đối với họ đó là cảm giác êm ái ở dưới chân. Lớp đế cao su nguyên bản của LV không đủ khả năng để tạo nên ma sát cho đôi giày, và vì vậy nó đã được nâng cấp thêm một bộ đế chống trơn của Italy để đôi giày này được giữ cái form lúc nào cũng được thẳng. Thì chủ nhân của đôi giày này cũng đã yêu cầu cho thêm một đôi sutri đúng với size giày của mình, và đôi giày đã được hoàn thiện để có thể gửi đến tay khách hàng của Phong Đình. Một đôi giày cũ, một thiết kế cũ nhưng một diện mạo mới.